Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận hai NFT nè. NFT này đầu tiên anh em nhấn vô một màu một màu, xanh nè. Anh em nhấn vô Twitter đó nè. Retweet and bot and anh em like xong anh em retweet nè. Anh em nhớ nhấn follow luôn nha. Follow nó luôn. Là xong Ở dưới này là cái kênh follow này của nó anh em nhấn follow là được mình coi được để mình lót lại đó là được rồi nè xong một cái còn cái này á đầu tiên anh em vô vào đích cột nè anh em vô một query anh em nhắn vô mấy cái này là được à đó vô một query là anh em nhấn vô mấy cái icon này nè là được còn ở dưới cũng vậy anh em nhấn vô twitter đó nè anh em follow nè follow xong rồi anh em like anh em retweet lại nó like retweet là được nếu mà chưa được á anh em chờ xíu là được à, à là nó cho gọi la mà tầm 10 20 phút là được nó chưa xác nhận á anh em chờ tầm đó là được rồi video đến đây là kết thúc hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo